Bạn chào mừng bạn trở lại với Du học quán, chuyên mục làm sao để kiếm được công việc với lương 20 đồng ngày hôm nay, chuyên mục số 2. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn về cái job 2. Ok, các bạn có thể thấy nha. Yeah, mình uniform và các bạn có thể nhìn thấy rõ rồi đó, deliver. Hoặc là các bạn có thể nó biết hiểu là hôm nay mình sẽ nói đến cái chuyên mục thứ hai, đó là deliver hoặc Uber. Ok, ở đây hôm nay mình muốn nói về cái chuyên mục này bởi vì đây cũng là một trong những cái job khá là flexible trong việc bạn đi tìm job và cũng như là khi mà bạn vừa đi học vừa đi làm và bạn cảm thấy là bạn muốn thật sự là thuận lợi trong việc set up cái thời gian khi là bạn thích thì bạn đi làm, còn bạn thích thì bạn nghỉ ở nhà, thì cái delivery và Uber có thể coi như là satisfy được với các bạn với những cái vấn đề này. Mình cũng đã từng thử qua và mình thấy cũng nó cũng khá là ok nếu như chúng ta thật sự muốn làm một cách chăm chỉ với cái ngành nghề này trong quá trình chúng ta đang làm student, bởi vì nó có thể giúp cho bạn có được cái thu nhập là 20 đô một giờ trở lên. Ok, nếu như các bạn chăm chỉ hàng tuần các bạn có thể kiếm được từ 400 cho đến 700 đô một cách dễ dàng nếu như các bạn thật sự là chăm chỉ nha. Còn nếu như các bạn mà không muốn và chỉ muốn sleep at home, ok, thì tất nhiên các bạn sẽ không thể có được cái thu nhập này đâu. Thì ở đây mình muốn nói là tại sao cái điểm khi các bạn nộp đơn cho Uber and Deliveroo thì các bạn cần ABN. Cái ABN như mình đã từng đề cập trong một cái clip trước đây, ok, là làm sao để nộp được ABN, thì các bạn yêu cầu các bạn cần phải xem lại cái clip đó và nhớ subscribe kênh cho mình nha, để có những cái chuyên mục tới mình sẽ nói tiếp về những cái job khác và làm sao để chúng ta thể xin việc, apply hay là làm phỏng vấn như thế nào đối với các doanh nghiệp. Thì hôm nay với cái Deliveroo và Uber này thì điều đầu tiên đó là các bạn cần ABN như mình đã nói. Điều thứ hai đó là các bạn cần phải biết đó là thông thường thì với Deliveroo và Uber họ yêu cầu bạn phải có cái xe để các bạn chuyên chở. Thứ nhất đó là xe đạp, thứ hai đó là xe máy hay gọi là xe mô tô, và thứ ba là bạn có xe ô tô. Thì mỗi một cái nó đều có điểm lợi và điểm hại khác nhau. Thì với các bạn mới qua Úc đây thì hiển nhiên mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng xe đạp và xe máy, bởi vì Uber và Deliveroo họ yêu cầu nếu như bạn mà muốn lái ô tô thì sẽ rất là khó, bởi vì họ sẽ yêu cầu bạn phải có license để nếu như bạn muốn chở khách là cho Uber. Còn nếu như bạn chỉ chuyên chở đồ ăn thì bạn cũng vẫn có thể dùng được ô tô, nhưng mình khuyến khích các bạn là mới qua thì nên sử dụng xe đạp và xe máy thì nó sẽ thuận tiện hơn. Bởi lý do sao thì mình sẽ nói ở trong cái đoạn sau, sau đó các bạn nhớ follow để xem hết cái clip của mình. Thì khi các bạn nộp đơn và sử dụng ABN trên trang web của Uber và Deliveroo thì các bạn sẽ nhận được, sau đó các bạn sẽ nhận được cái cuộc điện thoại của bên Uber và Deliveroo để họ phỏng vấn các bạn và họ hỏi qua về kinh nghiệm của các bạn như thế nào. Thì khi hỏi qua về những cái kinh nghiệm này thì các bạn nên lưu ý là các bạn cần phải nói là các bạn đã từng có kinh nghiệm về chở đồ ra sao bla 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 ở nước, trong nước. Và cần phải chuẩn về thời gian và các bạn không ngại đi xa, không ngại điều khiển xe xa, và các bạn đã có những cái kinh nghiệm về cái việc là deliver food thì như vậy nó sẽ dễ hơn cho các bạn rất nhiều. Bên cạnh đó thì họ cũng sẽ yêu cầu bạn phải làm cái police check. Cái police check này bạn yên tâm, bạn sẽ không phải trả cái phí này, bởi vì Uber họ sẽ có liên kết với bên police check để làm những cái thông tin này. Tại sao họ cần làm police check? Vậy họ đề phòng bạn không có một cái lý lịch không trong sạch, mà bạn cần phải có một cái lý lịch khá là tốt để có thể làm kết nối được với bên Uber hoặc Deliveroo, bởi vì từ giờ bạn sẽ được coi là partner với họ. Thì do đó là bạn không yên tâm, mọi thông tin Uber và Deliveroo họ sẽ follow bạn và họ sẽ nhắc bạn qua email là bạn phải làm những cái bước gì và bước gì. Ở đây mình muốn nói đó là với Uber và Deliveroo có hai sự khác biệt mà mình thấy cũng khá là ngộ nghĩnh, đó là với Uber thì họ sẽ chỉ trả cho bạn theo từng deal của cái đồ ăn mà bạn chuyển đến cho khách. Ở đây mình đang nói đến Uber Eats, ok. Uber Eats thì họ trả từng deal một cho bạn.
Và nếu họ phụ thuộc vào quãng đường của bạn để đi, ví dụ bạn đi ngắn thì họ sẽ trả bạn ít tiền hơn, và bạn đi dài thì họ sẽ trả bạn dài tiền hơn. Thì nếu như ngắn thì mình thấy thông thường họ sẽ trả bạn dao động là từ 6 đồng cho đến 8 đồng, còn nếu bạn đi dài họ sẽ trả cho bạn tầm 10 đồng, thậm chí 12, 15 đồng. Ok, và nó còn phụ thuộc vào cái khung thời gian, người ta gọi là khung thời gian, ví dụ như là busy, ví dụ nếu là buổi trưa, đúng giữa trưa mà cái giờ người ta ăn thật nhiều thì bạn sẽ được cái rate cao hơn, hay bạn buổi tối cũng vậy thì nó sẽ được cái rate cao hơn. Còn với Deliveroo thì nó lại có hai cách để thanh toán tiền cho các bạn. Ok, Deliveroo họ cũng có cách, đó là thanh toán cho từng cuốc trả bà bạn chuyển tiền, bà bạn chuyển đồ, nhưng họ lại fix cái đơn đó là với mỗi một đơn. Như trước đây mình đi thì sẽ là 10 đô một đơn đặt hàng, không biết bạn đi ngắn hay đi dài, mỗi một đơn bạn đặt xuống cho khách thì là 10 đô. Thậm chí đôi khi bạn nhận được hai đơn cùng một nhà hàng và bạn chuyển trong cùng một cung đường, một người ở đây xong nó chỉ đi tiêm với 200-300 mét nữa cũng vẫn được tính là 10 đồng. Ok, như vậy là với hai đơn như vậy thì mỗi một đơn là 10 đồng, vì một cái cung đường như vậy bạn được tận 20 đồng. Ok, thì nó dễ hiểu hơn rất là nhiều. Và bên Deliveroo thì nó lại có một cái khác, đó là nó có dạng theo dạng lịch, xếp lịch đi làm cho bạn. Thì với khi mà bạn đăng ký cái dạng mà xếp lịch đi làm được cho bạn như thế này thì nó có một cái điểm lợi, đó là khi họ xếp lịch cho bạn đi làm và bạn confirm bạn đi làm thì đến giờ đó bạn luôn luôn phải nằm trong cái vùng mà họ quy định để bạn chuyển đơn hàng, và cứ đến giờ đó bạn bật máy lên, ok, bật GPS theo đúng quy tắc thì họ sẽ bắt đầu tính lương theo, tức là tính tiền theo giờ làm với cho các bạn nhé. Tính tiền theo giờ làm cho các bạn ở đây thì có nghĩa là họ sẽ có một cái họ yêu cầu, ví dụ bạn không nhận được đơn hàng bạn vẫn nhận được minimum hours, nhưng mình nhớ hình như là họ trả là 18 đồng một giờ hay là 20 đồng một giờ gì đó, thì tối thiểu là hai đơn hàng, có nghĩa là bạn không làm và bạn không nhận được order nào bạn vẫn được tiền. Thì cái điểm lợi của cái này là gì? Cái điểm lợi của cái này đó là nếu như mà bạn thích làm fix thời gian với họ, bạn có thể order và bạn có thể book với họ là cái roster của bạn là có thể làm được ngày này ngày này, thì họ sẽ roster bạn hoặc bạn accept cái những cái ship như vậy, thì nghĩ cứ đến giờ đó bạn đến thì bạn sẽ được lương. Ok, còn nếu như bạn chuyển hơn hai order trở lên thì họ sẽ trả với phần dư cho bạn, ví dụ trong một giờ bạn nhận được 3 order thì như vậy cái giờ đó bạn sẽ được 30 đô, còn nếu bạn không có order nào thì bạn vẫn được 20 đô. Thì cái điểm đặc biệt ở cái ship này đó là minimum là bạn nhận được hai order. Ok, tùy từng vùng mình được biết thì dưới Adelaide thì chỉ trả có 18 đô một giờ thôi, còn trên Melbourne thì hình như là 20 đô một giờ, thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào từng vùng. Nếu như bạn ở vùng nào thì bạn check giúp mình cái điều đó. Ok, nó rất là hay đúng không? Đó là nếu như bạn thật sự thích thì đó là đôi khi bạn ở tận 3 4 tiếng, và mình đã từng 4 5 tiếng liền khi mà delivery mới start tại vùng Adelaide thì bạn hoàn toàn được miễn phí tận đến tận 8 tiếng đầu. Nên ra là bạn được lương khá là ổn, mà nhưng càng về sau thì với số lượng nhân viên đăng ký càng càng nhiều thì bạn sẽ ít ít nhận được ship hơn, thì do đó nó còn phụ thuộc vào rất nhiều vào cái vấn đề là làm sao để bạn trở thành một cái good candidate của họ. Họ sẽ có cái lịch sử họ lưu lại là xem bạn chuyển hàng ra sao, bla bla bla, có tốt hay không, được good rate từ từ bên người nhận đơn hàng hay không. Và bên cạnh đó thì Deliveroo cũng có, như mình có nói là họ cũng có cái như mình có nói là cứ 10 đô một order như mình có nói trước đó, thì các bạn có thể lựa chọn là xem cách option nào thì phù hợp với cái bạn mong muốn. Ở đây thì mình muốn nói là có đôi khi mình thấy là có hai như rất nhiều bạn là làm luôn cả hai dịch vụ này cùng một lúc, đó là Uber và Deliveroo cùng một lúc, đó là bạn mở hai app cùng một lúc. Khi nhận bạn được app nào, ok, đây là một cái trick mà mình thấy cũng khá là hay, bạn mở hai app cùng một lúc, bạn nhận được cái đơn của bên nào trước thì bạn đóng luôn, close luôn cái app của bên kia. Thì như vậy có nghĩa là bạn gói gọn bạn làm cho hai công ty cùng một lúc, cứ bên nào giao việc trước cho bạn thì bạn làm trước, bạn giao xong bạn nhận xong thì bạn lại mở
order của bên kia lên, như vậy bạn luôn luôn nhận được đơn hàng trong giờ. Thì thông thường nếu như theo kinh nghiệm của mình thì thường 3 tiếng đầu, ví dụ như tầm 10 giờ 11 10 giờ cho đến 10 tầm 10 rưỡi đến 11 đến tận khoảng 1 giờ đến 2 giờ là một giờ khá là đông. Buổi trưa và buổi tối thì thường tầm từ khoảng 6 giờ cho đến 9 giờ tối, hoặc là 5 giờ đến đến 7 8 giờ tối, thì phụ thuộc vào từng vùng. Ok các bạn cứ vào trong city thì các bạn sẽ càng nhận được nhiều order, và các bạn càng giao được nhiều thì các bạn càng được nhiều cái thu nhập. Thì ở đây có một điểm khá là hay, đó là các bạn có thể để ý đó, đó là trung bình. Ví dụ như mình từng giao, ví dụ như bạn giao chỉ trong khoảng khoảng cách ví dụ tầm khoảng 1 km hoặc vài trăm mét thì bạn cũng đã nhận được đến 6 đến 7 đồng trong một giờ. Thông thường nếu bạn phải đi xa nha, bạn sẽ có thể giao được với Deliveroo, bạn giao xa 12 đến 13 km 10 10 10 km, à không, 5 đến 7 km, thậm chí là 8 km, thì bạn đã được 12 đồng đến 15 đồng, và bạn lái xe như vậy nó chỉ tầm khoảng là 20 phút, là vào đã đến 30 phút là bạn đã được một order như vậy, và bạn được 12 đến 15 đồng. Thì bạn thử tưởng tượng xem, nếu như bạn giao hai order cho nghĩa là 1 tiếng thì bạn sẽ nhận được là như vậy là tầm khoảng 24 đến 25 đồng một giờ. Ok, như vậy là đúng như mình đã nói, đó là công việc mà trên 20 đồng một giờ, đúng chưa? Thì chưa kể đó, đó là nếu như mà với những cái small delivery như trong Uber thì bạn sẽ nhận được, thậm chí ví dụ xa vài trăm mét ở trong city, cách đó những nhà dân họ đang rất gần nhưng họ không muốn đi, thì bạn ra đã được 6-7 đồng. Bạn giao cho chỉ khoảng 50 phút, bạn giao đến chỉ trong 1 tiếng bạn có thể làm 3-4 order, như vậy bạn cũng đã trên 20 đô một giờ rồi. Thì đó là một trong những cái cách mà mình có nói ở đây. Bên cạnh nữa thì bạn đừng có lo lắng về cái vụ đồng phục. Vậy như các bạn có nhìn thấy ở đây thì khi vừa đến với Deliveroo hay Uber họ đều có cung cấp cho bạn đồng phục cả. Đó là đồng phục để các bạn mặc này, có những cái túi hay là áo mưa để cho các bạn mặc, thậm chí phụ thuộc vào cái phương tiện là các bạn đăng ký, thậm chí có cả túi để các bạn để đồ ăn, gọi thermal bag để giữ cái đồ ăn nóng cho các bạn, thì các bạn không cần phải lo lắng đến cái vấn đề đó. Ok, họ không có bắt bạn phải trả tiền ngay từ lúc đầu, mà bạn nhận hoàn sau khi đăng ký xong thủ tục, bạn nhận toàn bộ các trang thiết bị này, toàn bộ những cái này họ sẽ lưu trên cái payslip, cái để trả lương cho các bạn. Thì sau này khi các bạn bắt đầu làm, bạn nhận order và bạn nhận lương thì họ tự động trả lại tiền này cho các bạn, và sau này khi các bạn return toàn bộ đồ này lại cho khi mà bạn không muốn làm nữa thì họ lại trả lại cái tiền họ đã đi đã trừ từ từ lúc đầu. Như vậy là các bạn đâu có mất bất kỳ cái gì đâu, đúng không? Có thậm chí đồ này các bạn bị hỏng hoặc bị rách các bạn có thể hoàn toàn thay miễn phí từ Deliveroo và Uber, như thế nó cũng khá là thuận tiện và mình thấy nó cũng khá là ok. Còn mình thấy là dựa trên cái kinh nghiệm làm của mình thì mình nhận thấy là với xe đạp thì bạn có thể có nhiều bạn mình thấy có thể đạp khá là tốt, nhưng nếu như mình khá là lười mình không có đạp xe đạp thì và mình cảm thấy mệt mới đạp xe đạp như vậy, thì mình có thể lái xe máy. Với rất nhiều bạn chắc là các bạn đã từng lái xe máy rồi, thì trước hết khi các bạn lái xe máy tại Úc và hay đạp xe đạp, các bạn nên tham khảo về cái bộ luật của Úc bên này, về luật giao thông đường bộ, để các bạn nắm được về các biển hiệu biển báo cũng như làm sao để có thể đi được chuẩn. Thì cái này sẽ trong cái những clip sau có thể mình sẽ hướng dẫn các bạn về các bạn làm sao phân biệt được đèn giao thông cũng như là làm sao để đỗ parking ok trong city, để cho tránh những các bạn lần các bạn bị phạt. Thì ở đây với kinh nghiệm của mình thì với những bạn nào mà không ngại và chăm tập thể dục, thích đạp xe đạp thì đạp xe đạp là number one. Ok, thứ nhất bạn không tốn tiền để trả xăng này, bạn chỉ phải coi như đạp và đưa đồ ăn. Ok, và thông thường thì họ sẽ giao cho bạn những cái deal ngắn, để bởi vì đạp xe đạp không, thông thường họ không giao cho bạn những cái deal đi dài đâu, nó khá là mệt. Bên cạnh đó thì còn nếu như bạn mà muốn là thuận tiện và tiện lợi thì bạn có thể đi xe máy, thì bạn chỉ cần ngồi lên xe bạn đi. Bạn có thể mua những xe tay ga với phân khối nhỏ, bạn cũng khá là ok và rẻ bên này. Thì bạn đi xe máy thì được cái khá là tiện, đó là bạn không mệt, bạn chỉ cần lên xe và đi. Thế nhưng mà như mình có nói thì dù sao xe đạp và xe máy nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vấn đề thời tiết. Đôi khi với những ngày trời hè nắng nóng thì nó cũng khá là mệt. Còn nếu như trời mưa thì bạn lại phải mặc áo mưa và giao đồ. Và đặc biệt chưa kể nó là một vài vùng thì gió khá là mạnh. Thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào liệu các bạn chịu được như thế nào. Nếu như các bạn thật sự thấy ok với cái thu nhập đó và bạn thấy mưa thì bạn tắt, bạn không muốn làm nữa, thì nó hoàn toàn cũng phù hợp với các bạn, bởi đây là công việc flexible như mình đã nói ngay ban đầu. Ok, một
cái đặc điểm một cái xe máy là bạn có trả xăng đi nữa thì xăng nó cũng khá là rẻ. Ví dụ như mình đi liên tục trong vòng 2 đến 3 ngày, bạn mình chỉ trả đến 5 đến 7 đô la một cho một cái bình xăng thôi. Bình xăng để có thể làm được tận 2 đến 3 ngày. Như vậy một tuần bạn hết chỉ có tầm 10 đến 15 đô. Ok, mà thu nhập của bạn nếu như một tuần ngày bạn làm có tầm 5 tiếng đến 6 tiếng và cứ túc tắc bạn làm như vậy thì một tuần bạn cũng được 4 đến 500 đồng thậm chí 700 đồng. Ok, phụ thuộc vào bạn có chăm làm hay không. Đôi khi mình khá là lười, mình cứ thấy mưa hay nắng là mình ở nhà. Thì nó phụ thuộc vào bạn. Còn nếu như mà với các bạn nữ thì bạn cảm thấy ngại và các thấy đó thì bạn thể đăng ký ô tô. Nhưng đó như mình có nói thì ô tô thì khá là thuận tiện nhưng cái chi phí để trả xăng xe thì cũng khá là cao. Do đó bạn cần phải xem xét và cái tiền để bạn invest cho một cái xe cũng khá là cao thì bạn cũng cần phải nghiên cứu về cái vấn đề đó. Từ sau chúng ta là du học sinh, chúng ta mới qua, chúng ta đang lạ nước lạ cái, đang lạ về về cái cách parking ở đây, rồi chưa nắm rõ về luật và khi đó ngay ngay khi mình park nếu như mình chẳng may có vấn đề gì wrong thì mình cũng đã bị phạt một cái phiếu phiếu phạt khá là đắt tiền. Thì nó thật sự cũng không có make sense một tí nào khi chúng ta làm cái lĩnh vực này. Thì đó thì như các bạn cũng thấy thì có một điểm nữa mà mình thấy cũng khá là nên lưu ý, đó là nếu như bạn dùng ô tô thì thật sự là khó park trong city. Nếu như bạn nhận order của các cái nhà hàng mà nổi tiếng trong city khi bạn park rất là khó, tại vì để tìm được một cái chỗ đỗ trong mấy khoảng thời gian nhất định thì bạn chỉ có bạn được phép đỗ trong khu vực loading dock. Nhầm phần loading phần phần loading dock cho loading park cho coi như xe van, bởi vì mình consider như là mình đến để mình nhận hàng từ bên nhà hàng. Thế nhưng bạn chỉ được phép đỗ hình như tầm khoảng 10 phút đến 15 phút, nó phụ thuộc vào từng nơi. Thì do đó là bạn phải chạy nhanh vào bạn lấy và bạn đi ra thì nó cũng khá là gấp gáp. Và đôi khi có những chỗ đó cũng đang có người khác park ở đó rồi thì bạn cũng không làm gì được mà bạn phải đợi. Thì đôi khi nó cũng khá là bất tiện. Do đó là với xe máy thì mình thấy thuận tiện hơn rất là nhiều. Với mình, về bản thân mình thấy xe máy. Còn tất nhiên với xe đạp thì quá tiện rồi, bạn park đâu cũng được, bạn đỗ đâu cũng được. Còn xe máy thì bạn vẫn phải park đúng chỗ. Mình biết là trên Melbourne thì được phép là park ở trên ngay vỉa hè đối diện với lại nhà hàng cũng khá là thuận tiện. Tại vì người bạn của mình cũng đã từng park trên đó và trước đó mình cũng đã từng thấy như thế. Thì nó phụ thuộc vào, hoàn toàn phụ thuộc vào các vấn đề của các bạn quyết định. Thì như mình có nói ở đây thì mọi lĩnh vực nó đều có điểm mạnh và điểm yếu, thì để cho các bạn nắm bắt và xem xét xem là liệu các bạn định sẽ chọn cái lĩnh vực nào. Thì như trước đây cái chuyên mục trước mình đã đề cập đó là về vấn đề bồi bàn làm trong hospitality, thì ngày hôm nay mình đề cập đến vấn đề là về lái xe để chở đồ ăn. Ok, còn nếu mà bạn muốn mà nghiên cứu về chở người thì với Uber thì Deliveroo không có dịch vụ chở người, ok, chỉ có duy nhất Uber thì có dịch vụ chở người. Thì với dịch vụ chở người này thì nó lại cũng khá là tiêu chuẩn khắt khe. Thứ nhất đó là nếu muốn mà bạn chở người thì bạn nó phải yêu cầu xe ô tô của bạn phải đạt được là độ mới là bao nhiêu, không được cũ quá 7 năm hay 8 năm gì đó theo yêu cầu của từng bang. Thứ hai là bằng lái xe của bạn phải là bằng lái xe ở Úc, mà bằng lái xe của Úc lại phải là bằng license, có nghĩa là ở bên Úc này họ chia thành ba ba loại bằng. Thứ nhất là bằng learner permit, bằng thứ hai là bằng P, P mà họ chia thành P1 và P2. Ok, nghĩa là giống như bằng thử kiểm tra đó trong một quãng thời gian thử thách và đến mới chuyển được bằng full license. Mà với Uber họ để chở được khách họ yêu cầu bạn phải làm được lái xe được full license ít nhất là 1 năm. Thì mình thấy nó gần như là những bạn du học sinh qua đây thì không đạt được cái điều đó. Do đó thôi tốt nhất bạn đừng nghĩ đến cái chuyện lái xe Uber đi. Và Uber khi mình lái mình cũng thử rồi thì nó cũng có một vài mặt hạn chế về mặt thuế và những cái giấy tờ khác. Nói về thuế thì mình lại nhớ đến là với Uber Eats và Deliveroo nó có một đặc điểm rất hay, đó là bạn với Uber Eats và Deliveroo họ coi đó là thu nhập cá nhân. Ok, có nghĩa là tổng tất cả tiền của bạn nhận về nó sẽ bao gồm coi như là lên income của bạn, bạn sẽ cộng dồn đến cuối năm để bạn làm khai báo thuế tổng của thuế. Còn với Uber lái xe chở người thì họ còn có mục, đó là mục thuế về GST. Với thuế GST này thì bạn lại phức tạp hơn rất nhiều, bạn phải khai báo hàng
quý hoặc hàng năm thì nó sẽ bạn sẽ phức tạp hơn. Do đó là mình thì mình không recommend các bạn với vấn đề là lái xe chở người. Còn nếu các bạn mà thật sự nghĩ là ồ mình cần một cái job flexible hoặc là mình đang làm một chỗ khác rồi và muốn flexible nữa trong lúc mà mình đang không có việc để làm, thì bạn có thể xem xét vấn đề Deliveroo và Uber. Và mình thấy là nếu như những bạn nào mà đang thuê nhà trong city và ở trong những địa điểm mà khá là gần city thì mình thấy nó là một cái cực kỳ lợi thế cho với Uber và Deliveroo. Bởi vì sao? Tại vì các bạn hãy tưởng tượng xem, các bạn đang nằm ở nhà, chỉ cần open app và các bạn nhận được order thì các bạn đi, còn không thì các bạn cứ thế nằm tiếp ở nhà và xem phim, cứ chỉ khi nào nhận được là bạn đi. Vậy thì nó quá thuận tiện cho các bạn đúng không nhỉ? Vậy nếu như mà các bạn thật sự mà thấy ok thì các bạn cứ làm nhá. Mình thì thấy mỗi job nó đều có một điểm hay. Và các bạn nếu vẫn thích kênh của mình thì tiếp tục subscribe kênh cho mình nha, và ấn chuông để coi như là nhận được những video clip tiếp theo. Chân thành cảm ơn các bạn.